Gieo nhân gì để tích đức tụ tài, giàu sang phú quý cả một đời. Radio Suy Ngẫm xin được kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta hãy cùng thảo luận với nhau về một chủ đề quan trọng trong cuộc sống, đó là làm việc gì, gieo nhân gì để chúng ta tích đức tụ tài, giàu sang phú quý. Tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn về ý nghĩa tốt lành của công việc cũng như tầm quan trọng của việc tích đức và gieo nhân để đạt được sự giàu sang phú quý. Câu chuyện hạt lúa vàng. Có một câu chuyện truyền thống trong văn hóa Phật giáo về việc gieo nhân để tích đức tụ tài, đó là câu chuyện hạt lúa vàng. Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ, có một người nông dân tên là An. An là một người tâm hồn lương thiện, luôn chia sẻ với những người nghèo và giúp đỡ những người cần giúp. Một hôm thì An nhận được một hộp nhỏ từ một vị lão tu sĩ. Trong hộp có một hạt lúa màu vàng sáng lấp lánh. Lão tu sĩ nói: "Đây là hạt lúa vàng, hãy gieo nó vào cánh đồng của bạn. Nếu bạn trồng và chăm sóc nó với tâm hồn trong sạch và lòng từ bi, nó sẽ mạnh mẽ và mang lại nhiều lúa nhất định." An rất vui mừng và quyết định gieo hạt lúa vào cánh đồng của mình. An không chỉ chăm sóc cẩn thận cho cây lúa ấy, mà còn chia sẻ phần lớn lúa thu được với những người xung quanh, đặc biệt là những gia đình nghèo khó. Mỗi năm cánh đồng của An đều mọc lúa rất mạnh mẽ và thu hoạch rất nhiều. Sự hạnh phúc và sung sướng không chỉ đến với An, mà còn lan tỏa đến cả làng. Những người xung quanh thì bắt đầu theo đuổi tinh thần của An và cùng nhau tạo ra một cánh đồng hạnh phúc và giàu có. Sự quyết tâm và lòng từ bi cũng như sự chia sẻ của An đã tạo ra một chuỗi tích đức và tụ tài không chỉ cho bản thân mình mà còn cho cả cộng đồng. Hạt lúa vàng không chỉ là biểu tượng về sự giàu có vật chất mà còn là biểu tượng của tâm hồn trong sạch và lòng từ bi. Gieo nhân để hưởng lợi không chỉ cho bản thân mà còn cho mọi người xung quanh. Qua câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy làm việc không chỉ là cách để chúng ta kiếm sống mà còn là cơ hội để chia sẻ, giúp đỡ, phát triển bản thân, đóng góp cho xã hội và tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống. Bất kỳ công việc nào, dù lớn hay nhỏ, nên được thực hiện với tâm huyết và lòng nhiệt thành. Việc làm đó không chỉ đem lại thu nhập mà còn là nguồn động viên và sức mạnh cho chính bản thân mình. Vậy theo Phật giáo, việc tích đức tụ tài có thể mang lại lợi ích gì cho bản thân mỗi người đây? Trước hết cần làm rõ, trong tư duy của Phật giáo, việc tích đức và tụ tài không chỉ là một mục tiêu về mặt vật chất mà còn là hành trình tâm linh để giúp đỡ bản thân và mọi người xung quanh. Tìm kiếm giàu sang phú quý không chỉ để thỏa mãn nhu cầu vật chất mà còn để hỗ trợ cuộc sống tâm linh và góp phần vào hạnh phúc chung của cộng đồng. Một cuộc sống ổn định về vật chất cung cấp một nền tảng cho việc tập trung vào tu tâm. Bạn có thể dành nhiều thời gian hơn cho thiền định và nghiên cứu kinh sách, giúp nâng cao sự nhận thức và giác ngộ về bản thân và thế giới xung quanh. Điều quan trọng không chỉ là tích đức và tụ tài, mà còn là cách chúng ta sử dụng tài nguyên này. Phật giáo khuyến khích việc chia sẻ và giúp đỡ người khác. Khi bạn có đủ, hãy chia sẻ với những người cần giúp, tạo điều kiện cho họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự giàu có thể giúp bạn phát triển lòng từ bi và nhìn nhận về giàu nghèo một cách bình đẳng. Bạn có thể thấy rõ ràng mọi người đều đối mặt với khó khăn và có nhu cầu cơ bản. Hành động từ lòng từ bi sẽ giúp bạn trở nên nhân bản hơn, tạo ra một cộng đồng hỗ trợ và đồng cảm. Sự giàu có thể trở thành một nguồn lực quan trọng để hỗ trợ cộng đồng và tham gia vào các dự án từ thiện. Bạn có thể đầu tư vào giáo dục, y tế hay những dự án có ý nghĩa xã hội khác nhau, góp phần xây dựng một xã hội tích cực và nhân đạo. Sự giàu có cũng mang lại cơ hội để phát triển sự hiểu biết và trí tuệ. Bạn có thể du lịch và khám phá văn hóa, nghiên cứu để mở rộng tri thức và từ đó chia sẻ những kiến thức tích cực với mọi người xung quanh. Tóm lại thì việc tích đức tụ tài trong quan niệm của Phật giáo không chỉ giúp bản thân phát triển mà còn mang lại lợi ích cho cả cộng đồng. Sự giàu có không chỉ là mục tiêu của cuộc sống mà còn là phương tiện để góp phần vào hạnh phúc và phát triển toàn diện của mọi người. Trong Phật giáo, để tích đức tụ tài và mong muốn giàu sang phú quý, có những nguyên tắc và hành động mà một người cần thực hiện.
lương thiện là phúc khí lớn nhất trong đời người, phẩm đức là tài sản quý giá nhất trong đời người. Không tích lũy điều thiện, khó có thể có phúc. Không xây dựng phẩm đức, khó có thể tụ tài. Thiện có thể tích phúc. Trong Đạo Đức Kinh có nói: thiên đạo vô thân, thường vụ thiện nhân. Ý của câu nói này là ông trời không thiên vị bất cứ ai, nhưng cũng không bao giờ để người lương thiện phải chịu thiệt thòi. Lương thiện không có nghĩa là phải làm ra việc thiện có tầm ảnh hưởng rộng rãi, nhưng mà nhất định phải mang trong mình suy nghĩ lương thiện, tích phúc cho bản thân và người nhà. Nếu như bạn lương thiện, phúc báo tất sẽ theo như hình với bóng. Vậy phúc từ đâu mà ra? Chính là từ trong tâm lương thiện của mỗi người. Cổ nhân từng nói, tất cả phúc khí đến từ tâm địa của chính mình. Người làm việc lương thiện, có thể phúc chưa đến ngay, nhưng mà ít nhất tai họa sẽ tránh xa. Đối xử với người khác, luôn luôn giữ một tấm lòng lương thiện, chân thành và khoan dung. Khi chúng ta gieo thiện nhân, chắc chắn sẽ thu về thiện quả, dù sớm hay muộn. Người thường xuyên cho đi tình yêu thương sẽ nhận được tình yêu thương. Người thường xuyên làm phúc, phúc sẽ đến. Phúc khí lớn nhất một đời người không gì có thể so sánh được với một tấm lòng lương thiện. Thi thoảng làm một việc thiện không hề khó. Cái khó là suốt một đời phải giữ cho sự lương thiện thuở ban đầu không bị mất đi. Gieo phúc, gặt phúc không dễ. Vì thế chúng ta càng nên cố gắng và trân trọng phúc khí mà mình có được. Đức có thể tụ tài. Người có phẩm đức cao thượng hầu như không tồn tại dã tâm chiếm hữu với vàng bạc, tài sản, cũng không cố ý ra sức tích lũy tài sản. Tiền bạc tài sản mà họ có được là để chăm sóc cho người khác. Vì thế cho người khác càng nhiều, họ lại càng trở nên giàu có. Đức hạnh càng cao, càng có thể tụ tài. Người có phẩm đức cao thượng mới có thể đón nhận được phúc báo như sự giàu có, quyền lực hay danh vọng. Vậy tài từ đâu mà có? Tài đến từ phẩm đức tốt đẹp của con người. Con người sống một đời chẳng quá dài. Công danh, lợi lộc chớp mắt một cái có thể biến mất. Tiền bạc giàu có chết cũng chẳng mang theo. Làm người không thể không có lương tâm. Thà thiếu tiền bạc chứ không thể thiếu đạo đức. Muốn theo đuổi vật chất, sự giàu có, trước tiên phải tu dưỡng đạo đức nhân nghĩa. Trong quá trình chúng ta tu dưỡng, phú quý sẽ tự động tìm đến. Trà đạp lên đức hạnh để theo đuổi tiền tài, chắc chắn sẽ nhận kết cục cay đắng. Radio Suy Ngẫm xin gửi tới bạn một câu chuyện như sau. Cuối thời nhà Thanh, có một thương nhân làm ăn thất bát, muốn có một khoản tiền lớn để xoay vòng hoạt động kinh doanh. Khoản tiền này rất lớn, có lẽ chỉ có Phụ Khang Tiền Trang mới có thể xoay được số tiền này. Thế là ông ta tìm đến chủ nhân của Phụ Khang Tiền Trang là Hồ Tuyết Nham, chủ động hạ thấp giá, mong ông ta mua lại sản nghiệp của mình. Hồ Tuyết Nham nghe xong thì lập tức bố trí người đi điều tra xem lời của thương nhân kia có đúng hay không. Điều tra xong rồi thì Hồ Tuyết Nham không nói gì, mua lại sản nghiệp của đối phương theo đúng giá thị trường. Thương nhân kia kinh ngạc, không hiểu sao lợi ích đã bày ngay trước mắt rồi mà ông ta không lấy. Nhìn thấu sự nghi hoặc của đối phương, họ Hồ nói: ông yên tâm đi, tôi chỉ thay cho ông bảo quản sản nghiệp của ông thôi. Đợi khi nào ông vượt qua khó khăn lần này, bất cứ lúc nào ông cũng có thể đến chuộc lại đồ của mình. Nhờ có sự giúp đỡ kịp thời của Hồ Tuyết Nham, thương nhân kia cuối cùng đã vượt qua khó khăn, trở thành đối tác hợp tác trung thành nhất của ông chủ Phụ Khang Tiền Trang. Dưới sự hỗ trợ hợp sức của ông ta thì Hồ Tuyết Nham ngày càng làm ăn lớn, được người dân thời bấy giờ gọi là thần tài sống. Đức có thể tụ nhân, tụ trí, tụ tài. Muốn phát tài thì phải dựa vào đức. Đức không dày, không thể nào tải được vạn vật. Và cuối cùng, giống như một viên ngọc quý, giàu sang và phú quý cũng đến từ lòng nhân ái và sự đóng góp tích cực cho xã hội. Sự giàu có thực sự không chỉ là về những khối vàng, mà còn là về sức khỏe tốt, tinh thần lạc quan và trái tim nhân ái. Vậy hãy nhớ làm việc với tâm huyết và lòng nhân ái, tích đức mỗi ngày và gieo nhân tốt. Chỉ cần bạn trải qua cuộc sống với lòng biết ơn và lòng nhân ái thôi, sự giàu sang và phú quý sẽ tự nhiên theo sau. Cùng nhau chúng ta hãy xây dựng một xã hội tốt đẹp và hạnh phúc. Đức Phật dạy làm giàu, làm mãi vẫn nghèo nên nghe. Là doanh nhân thì phải kiếm tiền, trong khi Phật tử lại không được tham. Chúng ta làm thế nào giải quyết được mâu thuẫn này đây?
mời quý vị hãy dành thời gian để xem hết video này, bởi chắc chắn rất nhiều người chưa thể hiểu được vấn đề này khi tu học Phật. Nội dung video là sự nghiên cứu riêng, có gì không đúng hoặc chưa đúng, xin được thông cảm và góp ý ở dưới phần bình luận. Nếu bạn thấy điều gì đó có lý, hãy suy ngẫm và tìm ra chân lý cho mình. Thực sự sai lầm khi nghĩ rằng Đức Phật không khuyến khích các đệ tử của Ngài làm giàu. Trái lại, Ngài khuyến khích, thậm chí là hướng dẫn các học trò của mình làm giàu. Chúng ta là doanh nhân, là người làm ăn thì phải đi kiếm tiền, trong khi Phật tử thì lại không được tham. Chúng ta làm thế nào để giải quyết được mâu thuẫn này đây? Tôi biết rằng có bạn nghĩ vậy, bởi nhiều người trong các bạn đều hiểu sai về Đức Phật và hoàn toàn hiểu sai về Đạo Phật. Nhiều người trong các bạn cho rằng Đạo Phật là tín ngưỡng và Đức Phật là một vị thần linh, chẳng khác nào Chúa hay thần hay thánh cả. Và cứ thế thì các bạn mê tín rồi đến chùa để lễ lại xì sụp, để xin đủ thứ. Trong khi đó Đạo Phật là đạo của trí tuệ và Đức Phật là bậc giác ngộ, là một bậc thầy của cả hai cõi trời và người. Đức Phật không phải là đấng ban may, giáng họa. Hãy nhớ giúp tôi về Đức Phật lịch sử. Đức Phật là có thật. Ngài cũng có vợ, có con, có tài sản. Ngài sống như chúng ta, cũng đã hưởng thụ đủ thứ dục lạc. Sau này Ngài xuất gia để đi tìm đạo, tức là đi tìm con đường thoát khỏi khổ đau, và Ngài đã tìm thấy. Sai lầm khi nghĩ Phật tử là phải sống khổ hạnh. Quả là một sai lầm khi nghĩ rằng đã là Phật tử là phải sống khổ hạnh, phải cam chịu, phải hành xác. Điều đó là sai. Đức Phật dạy chúng ta thực hành nếp sống trung đạo, tức tránh xa các dục lạc, vui thú quá mức, và cũng tránh xa luôn cả cách sống ép xác, khổ đau, phá hoại tấm thân quý giá này. Các bạn hiểu lầm bởi không hoặc chưa đủ duyên để đọc bộ kinh Nguyên Thủy, tức bộ kinh Nikaya, với những lời Phật dạy gốc. Tôi của ngày xưa, cách đây mấy chục năm, cũng như các bạn bây giờ, chỉ đọc kinh A-di-đà, kinh dành cho những ai muốn chết sinh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà, rồi kinh Địa Tạng để cứu những ai đang ở địa ngục, rồi kinh Phổ Môn cầu cho Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đến cứu khổ cứu nạn, rồi kinh Dược Sư để cầu Phật Dược Sư đến chữa bệnh vì ta đang bị bệnh. Đấy, tất cả các kinh in trong cuốn kinh chú tụng hàng ngày mà chùa nào ở miền Bắc cũng có, và các sư cùng quý Phật tử tụng cả ngày lẫn đêm. Không kể các kinh này toàn là âm Nho, âm Hán, chẳng hiểu được bao nhiêu. Tôi thương cho chính tôi của ngày xưa và cũng thương cho các bạn của ngày nay bây giờ. Đọc kinh như thế nào? Kinh Phật thuyết giảng rất nhiều. Kinh Phật là những bài giảng của Đức Phật. Mỗi đối tượng Ngài có một bài giảng riêng. Bài giảng cho người bệnh khác với cả bài giảng cho doanh nhân. Bài giảng cho thầy cô giáo khác với cả bác nông dân. Bài giảng cho anh đồ tể sát sinh khác với cho em học sinh sinh viên. Cũng như bác sĩ kê thuốc cho bệnh nhân tim thì sẽ phải khác với cả bệnh nhân mắt. Bệnh nhân dạ dày khác với cả bệnh nhân có bệnh ngoài da. Bệnh nhân thận khác với cả bệnh nhân bị viêm nhiễm phụ khoa. Nếu kinh Phật giảng cho người mẹ nuôi con hoặc thai giáo mà ứng dụng cho ông vua hay tổng giám đốc thì không ổn. Giống như đơn thuốc cho người bị ung thư gan mà đem cho bệnh nhân bệnh phụ khoa uống vậy. Có rất nhiều kinh Đức Phật dạy làm giàu, dạy kiếm tiền, dạy tiêu tiền, dạy phân chia tài sản, dạy lãnh đạo, dạy có tầm nhìn, dạy cách quản trị. Là doanh nhân thì chúng ta nên tìm những kinh này mà đọc. Là doanh nhân, là người làm ăn, chúng ta chưa cần hoặc không cần đọc các kinh trong cuốn kinh nổi tiếng và phổ biến như kinh chú tụng hàng ngày mà chùa nào cũng có ở miền Bắc như tôi đã nêu trên. Loại kinh này chỉ dành riêng cho các cụ già bệnh tật ốm đau, sắp gần đất xa trời mà thôi. Bạn đọc tụng những kinh này, không khéo lại thêm chán nản, tiêu cực và tự ám thị vào mình những cái không hay, không tốt mà thôi. Đọc tụng thiếu hiểu biết là cách làm của người không có trí, mà đạo Phật là đạo chỉ dành cho người có trí. Người làm mãi không giàu, lý giải của Đức Phật. Đức Phật từ xa xưa cũng đã căn dặn các hàng cư sĩ tại gia không được làm những nghề nghiệp tổn đi phước đức của mình. Tuy là giàu nhanh nhưng mà chỉ hưởng trong chốc lát mà hủy hoại cả một kiếp người. Hàng ngày cứ chịu đau khổ triền miên. Giàu thì ai cũng muốn, nhưng mà giàu không gây tội lỗi về sau mới là tốt. Còn giàu mà để tội lỗi càng ngày càng chồng chất thì giàu này không ham chút nào.
Nghèo giàu đều do nhân quả số mạng mà có, không phải do ông trời hay ông bà gì đó ban cho người đó giàu. Nếu Chúa ban cho được giàu, vậy thần thánh đó không công bằng, thương người giàu ghét người nghèo, làm cho người nghèo khổ đau. Cho nên giàu nghèo là do chính ta tự tạo quả phước khác nhau. Trong Tăng Chi Bộ, Đại Tạng Kinh, Đức Phật có dạy như sau. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosabi, vườn Gosita, rồi tôn giả Sariputra đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì, có người buôn bán thất bại, không thành tựu như ý muốn, có người buôn bán thành tựu như ý muốn và thành tựu ngoài ý muốn. Này Sariputra, có hạng người đi đến vị Sa Môn, hứa hẹn giúp đỡ, nhưng mà không cho như đã hứa. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung đi đến chỗ này, dẫu có buôn bán gì cũng đi đến thất bại, không thành tựu như ý muốn. Như ở đây, này Sariputra, có hạng người đi đến vị Sa Môn hứa hẹn giúp đỡ, và người ấy đã cho như đã hứa. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy đi đến chỗ này, dẫu buôn bán gì cũng thành tựu như ý muốn. Ở đây, này Sariputra, có hạng người đi đến vị Sa Môn hứa hẹn giúp đỡ, và người ấy đã cho nhiều hơn như đã hứa. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung đi đến chỗ này, dẫu buôn bán gì cũng đạt được thành tựu ngoài ý muốn. Qua bài kinh trên, cho ta thấy làm giàu không phải là chỉ biết kiếm tiền, mà còn phải biết tích lũy phước đức như cúng dường, bố thí, làm nhiều việc thiện để có phước mà xài hoài. Có nhiều người giàu khủng khiếp, nhưng mà vì ăn chay, không biết bố thí, nên càng ngày tài sản không cánh mà tự nó bay, dẫn đến đổ vỡ tài sản lẫn hạnh phúc gia đình. Trên thương trường được gọi là chiến trường, không ai là kẻ khờ dại cả. Khi thất bại cứ nghĩ tại không gặp thời hay bị xui rồi. Người thành đạt thì chưa hẳn vốn nhiều, chưa hẳn giỏi hơn ai, chưa hẳn có thế lực. Cái quan trọng là gốc rễ, nền tảng của phước báu đã gieo trồng trong quá khứ và hiện tại. Tóm tắt dễ hiểu câu chuyện trên là Đức Phật trả lời rằng có hạng người đến với cả vị sư xuất gia, rồi hứa hẹn giúp đỡ nhưng mà không cho như đã hứa. Người ấy sau khi chết đi rồi tái sinh, dù có buôn bán gì cũng đều thất bại, không thành tựu như ý muốn. Còn nếu sau khi người gặp quý thầy xuất gia, hứa hẹn giúp đỡ và đã giúp như đã hứa, sau khi qua đời thì người ấy tái sinh, dẫu buôn bán gì cũng thành tựu như ý muốn. Còn nữa, có người đến với cả quý sư xuất gia, hứa hẹn giúp đỡ và người ấy đã cho nhiều hơn như đã hứa. Người ấy sau khi qua đời tái sinh, dù có buôn bán gì cũng đạt được thành tựu ngoài ý muốn. Xin nhắc lại là ngoài cả ý muốn, trên cả mong đợi và kế hoạch của mình. Quý vị có thấy không ạ? Đức Phật dạy chúng ta muốn giàu có thì hứa gì phải làm đó. Còn nếu chúng ta, những doanh nhân, những ai đang kiếm tiền, hứa 10 mà làm 11, 12 thì rất giàu có, giàu hơn mức mình muốn. Ai bảo Đức Phật không dạy làm giàu nào? Tôi đọc rất kỹ và ứng dụng rất tốt những lời Phật dạy trong mấy chục năm qua. Đức Phật dạy chúng ta thực hành tích lũy phước báu, bố thí, cho tặng, biếu, cúng dường, giúp đỡ người khác là bí quyết của làm giàu. Người giàu có và giàu có bền vững luôn là người không chỉ có tài năng mà luôn là người có tâm, có đức và có phước báu. Là người làm ăn thì chúng ta cần phải suy ngẫm từ lời dạy trên của Đức Phật về cách cúng dường. Cúng dường cần đúng cách, đúng lúc, đúng người. Cách cúng dường còn quan trọng hơn cả bản thân việc cúng dường. Cúng dường cho 1.000 người thường không bằng cúng dường cho một vị thiện tri thức, một vị đắc đạo. Bố thí cho 100 người thường không bằng một bát cơm cho người sắp chết đói, hay một liều thuốc cấp bách cho một bệnh nhân đang rất cần thuốc. Tôi đã chứng kiến và có rất nhiều trải nghiệm rồi đấy, và tôi sẽ viết vào một video riêng. Muốn kinh doanh thành công bền vững thì phải tránh xa những gì đây? Lại nữa, Đức Phật dạy những loại hình kinh doanh mà doanh nhân nên tránh xa. Những lời khuyên này được ghi rất rõ trong Tăng Chi Bộ Kinh. Có 5 điều mà Phật dạy không nên kinh doanh, còn gọi là kinh doanh phi pháp trong Kinh Tăng Chi Bộ. Không buôn bán vũ khí, không buôn bán người, không buôn bán thịt, không buôn bán rượu, không buôn bán thuốc độc. Đấy, muốn giàu có bền lâu và hạnh phúc mãi mãi thì nhất định tránh xa việc kinh doanh 5 loại mặt hàng này nhé. Người có trí thì có chính kiến thì biết rõ đúng sai. Biết đúng sai thì chẳng dại gì mà làm điều cấm.
cũng giống như nếu ta biết chai chất lỏng này là thuốc độc thì người có trí khôn không bao giờ uống cả. Nếu biết là sai, là xấu, là cấm mà vẫn cố tình làm thì đó là người không có trí, là người vô minh. Chúng ta không nên trách họ. Lỗi không ở nơi họ, lỗi là ở vô minh đang chứa đầy thân và tâm của họ. Những người cố tình kinh doanh những mặt hàng hại người mới gọi là tham, tham vô độ, tham đến mù quáng và vô minh. Tôi đọc rất nhớ kỹ và ứng dụng rất tốt những lời Phật dạy này trong mấy chục năm qua. Năm lý do để bạn gây dựng tài sản. Chúng ta lại đọc tiếp một bản kinh nữa nhé. Tóm tắt thì như sau. Một thời Đức Phật trú ở Savatthi, tại khu vườn của Ngài doanh nhân Anathabindika. Đây chính là doanh nhân giàu có và hào phóng mà ai cũng biết, mang danh cấp cô độc. Ngài Anathabindika đi đến, đảnh lễ Đức Phật và ngồi xuống một bên. Đức Phật nói với cả doanh nhân Anathabindika rằng có 5 lý do để gây dựng tài sản. Thứ nhất, tài sản có được nhờ nỗ lực tinh tấn, thu góp với sức mạnh của bàn tay, kiếm được do mồ hôi, thu được một cách hợp pháp, tự mình làm an lạc và hoan hỷ, làm cho cha mẹ, vợ con, người phục vụ, người làm công được an lạc và hoan hỷ. Người học trò của Đức Phật kiếm được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, và vị này làm cho bạn bè, thân hữu an lạc và hoan hỷ. Đây là lý do thứ hai để gây dựng tài sản. Người học trò của Đức Phật kiếm được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn thì các tai họa để trở thành tay trắng bị chặn đứng và vị ấy giữ tài sản được an toàn cho vị ấy. Đây là lý do thứ ba để gây dựng tài sản. Người học trò của Đức Phật kiếm được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn thì vị ấy có thể hiến cúng cho bà con, cho khách, cho hương linh đã chết, hiến cúng cho vua và chư thiên. Đây là lý do thứ tư để gây dựng tài sản. Người học trò của Đức Phật kiếm được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn mà vị ấy tổ chức cúng dường các vị thầy xuất gia, các vị bà la môn. Sự cúng dường tối thượng này đưa đến phước báu vô lượng ở cõi người, cõi trời. Đây là lý do thứ năm để gây dựng tài sản. Đấy, quý vị thấy đấy, ai bảo Đức Phật không hướng dẫn cách làm giàu và không dạy các lý do gây dựng tài sản cho các học trò nói riêng và doanh nhân nói chung. Tôi đọc rất kỹ và ứng dụng rất tốt những lời Phật dạy này trong mấy chục năm qua. Kiếm tiền và làm giàu như Đức Phật đã dạy không chỉ giúp cho mình mà còn giúp cho muôn người. Người được hưởng từ làm giàu phải là chính vị doanh nhân đó và cả xã hội, không chỉ về vật chất mà còn cả tinh thần nữa. Tôi thì luôn nghĩ đơn giản, ta chỉ có thể cho người khác được cái ta có, ta không thể cho ai được cái gì mà ta không có. Muốn giúp người nghèo ta phải có tiền, muốn đi giảng dạy và chia sẻ ta phải có kiến thức và trải nghiệm, muốn mang niềm vui và hạnh phúc cho người khác, trước hết ta phải hạnh phúc đã. Kiếm tiền để giúp người nghèo quá đúng, làm giàu theo lời Đức Phật dạy, hơn thế nữa còn mang niềm vui cho biết bao nhiêu người. Nếu ta có tiền, ta giúp đỡ người nghèo khó, người thiếu thốn, thì bao người từ gia đình của chính ta đến họ hàng, bà con láng giềng và cả xã hội đều được vui. Doanh nhân cấp cô độc, Đức Chúa ông và bài học làm giàu. Đấy, doanh nhân chúng ta lại tạo ra bao nhiêu là ân đức. Theo tôi hiểu và trải nghiệm thì làm giàu chân chính là điều mà Đức Phật khuyến khích. Ngài luôn ủng hộ và tán thưởng chúng ta, chắc chắn luôn. Viết đến đây thì tôi lại nhớ đến Ngài cấp cô độc với tên thật là Anathabindika. Đây là một trong những doanh nhân giàu có nhất mọi thời đại. Vị doanh nhân này được thờ trong hầu hết các chùa miền Bắc cùng với cả Ngài Anan. Phía hai bên Đức Phật, trong mỗi một ngôi chùa, ngay bên cạnh hai Ngài hộ pháp, đều có thờ Ngài Anathabindika cấp cô độc với tên gọi rất đời là Đức Chúa Ông. Còn phía bên kia là thờ một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, Ngài Anan, có trí nhớ bậc nhất. Ngài Anan cũng là thị giả, tức là trợ lý của Đức Phật, đã theo Đức Phật mấy chục năm và nhớ hầu hết những gì Đức Phật giảng để sau này truyền khẩu và cuối cùng là chép thành kinh. Nếu không có Ngài Anan thì chúng ta thời nay hoàn toàn không có kinh Phật. Ngài cấp cô độc rất giàu và đã dùng vàng phủ đầy mặt đất để trả giá cho khu vườn kỳ viên, mua và xây thiền viện cúng dường cho Đức Phật và các học trò của Ngài tu học. Đây cũng là nơi giảng rất nhiều bộ kinh quan trọng.
Chúng ta hãy nhớ về doanh nhân giàu có này với những việc làm lớn nữa nhé. Hàng năm, trong thời gian 3 tháng an cư kiết hạ, Đức Phật và các học trò không đi khất thực mà ở tại tu viện để tu học. Ngài cấp cô độc đã cung cấp toàn bộ thức ăn, đồ uống và các vật dụng cần thiết khác mà tăng đoàn của Đức Phật có đến 1.250 học trò. Đấy, nếu không giàu có, không có tiền như Ngài cấp cô độc thì ai sẽ giúp đỡ Đức Phật và cả một tăng đoàn lớn như vậy vào mùa mưa? Tại sao lại có thể không khuyến khích làm giàu cho được? Đức Phật chỉ khuyên và ngăn những kẻ làm giàu không chính đáng mà thôi. Và thưa các bạn, nếu đọc kinh sẽ thấy trong rất nhiều bản kinh đều bắt đầu bằng câu: Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Thế Tôn cư ngụ tại thành Ca Tỳ La Vệ, trong vườn của Ngài cấp cô độc, cây của Thái Tử Kỳ Đà. Biết bao lần, bao ngày, bao tháng, bao năm Đức Phật giảng ở đây rồi. Nếu không có doanh nhân giàu có cấp cô độc cúng vườn, cúng dường thức ăn và vật thực, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Và liệu có kinh cho chúng ta đọc không, cho chúng ta học bây giờ không đây? Theo tôi thì Đức Phật không khuyến cáo tham lam vô độ, tham lam cho chính mình, tham lam mù quáng, tham lam như cái túi vô đáy, tham lam mà không chia sẻ và giúp đỡ người. Đức Phật khuyên chúng ta kiếm tiền và mang tiền đi giúp đỡ bố thí cúng dường. Tôi luôn đọc được những bản kinh Đức Phật giảng cho người tại gia, tức những người như bạn và như tôi, vẫn sống đời sống thế tục, có gia đình, vẫn có công ăn việc làm bình thường. Đọc, để hiểu, để thực hành. Xin lưu ý rằng, một ngày Đức Phật giảng cho nhiều đối tượng. Ban ngày có thể giảng cho Phật tử tại gia, buổi tối có thể giảng cho Phật tử xuất gia, tức các quý thầy, quý sư cô. Ban đêm Đức Phật giảng cho chư thiên. Cái chưa hiểu của một số người, trong đó có thể có bạn và cả tôi, là thay vì đọc các bài giảng cho người có gia đình, lại đi nghiên cứu các bài giảng cho các nhà sư hay chư thiên. Chư thiên thì khác hoàn toàn với chúng ta. Các quý thầy, quý sư cô từ bỏ gia đình, sống trong tăng thân, cạo tóc, đắp y, có cách sống và sinh hoạt khác chúng ta. Nếu nhìn cái gì cũng tưởng khoai rồi vác mai đi mà đào là không đúng đâu nhé. Đái dầm đừng đổ tại cái vòi. Nói thật rằng, video này thì chúng tôi không viết cho đại chúng mà chỉ dành cho doanh nhân và những người đang muốn làm giàu, muốn kiếm tiền. Làm giàu cho chính mình, cho xã hội và để giúp đỡ người khác. Người làm giàu, doanh nhân là người có chí. Doanh nhân thì có hai kiểu, là doanh nhân đi lên từ nghề và doanh nhân đi lên từ kiến thức được trang bị bài bản. Nhóm thứ nhất là do có nghề nấu ăn thì mở ra nhà hàng, biết xây nhà thì mở ra công ty xây dựng. Kiểu doanh nhân này nếu không được trang bị kiến thức lãnh đạo và quản trị thì sớm muộn cũng đóng cửa. Nhiều doanh nhân trong số này nếu không tỉnh táo thì rất dễ mê tín. Vào chùa lễ Phật, đặt lên đĩa trái cây, lát sau bê về và xin Đức Phật cho thành công. May ra thành công thì vui, thất bại lại đổ lỗi. Đấy, những doanh nhân lập nghiệp kiểu này cần phải thay đổi ngay thói quen mê tín. Hãy đừng vào chùa để mặc cả, đổi trác với cả Đức Phật. Đừng nghĩ rằng mang vào chùa bó hoa, đĩa trái cây, ít tiền mà đổi lại sự giàu có đâu nhé. Cần phụng sự để dẫn đầu bằng cả trí óc, trái tim và khí phách như tên của hai cuốn sách này. Cần tự nương tựa vào chính mình, không nên đổ lỗi. Họ cần học các kỹ năng căn bản như đã đúc kết trong cuốn sách viết về thuật lãnh đạo, thuật quản trị, thuật dụng ngôn và thuật xử thế. Ta cần biết tự chọn cho chính mình con đường đúng, có đầy đủ kiến thức để vững bước làm giàu. Bạn đái dầm, nguyên nhân là do thận kém. Bạn đái dầm là do uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ. Bạn đái dầm là do sức khỏe có vấn đề. Bạn đái dầm là do thói quen xấu, không tại ai cả. Đừng đổ lỗi cho cái vòi mà tội nghiệp. Mark Zuckerberg có đúng là học trò xuất sắc của Đức Phật không đây? Tôi là một doanh nhân và làm giàu nên tôi luôn nghĩ đến và học theo thầy tôi, Đức Phật. Tôi luôn ngắm nhìn Ngài để học cách đức tính tốt của Ngài, nhất là đam mê và vượt khó. Ngài dám bỏ vợ con, bỏ vợ, bỏ cung vàng điện ngọc, cung tần mỹ nữ, một mình vào rừng tu học. Ngài đam mê cháy bỏng để quyết chí tu hành, tìm ra chân lý, quyết tìm thấy đường đi và Ngài đã thành công. Mỗi khi nản, tôi hay ngắm nhìn Ngài, đọc lại những lời Ngài dạy trong Kinh Phật
mà cụ thể là bộ Nikaya 21 tập để lấy lại khí thế động lực, để biết đường đi. Tôi cũng có hai cuốn sách gối đầu giường mà tôi luôn khuyên bất cứ ai, không chỉ doanh nhân phải đọc, là PQ chỉ số đam mê và AQ chỉ số vượt khó, hiệu quả vô cùng. Tôi muốn nói đến các tấm gương làm giàu khác, những người đã đọc, đã học, đã ứng dụng rất thành công lời Phật dạy vào điều hành doanh nghiệp, vào cuộc sống. Họ biết cách làm giàu và biết chia sẻ, cho đi vô điều kiện. Đó là Mark Elliot Zuckerberg. Anh ấy lập ra Facebook để làm sân chơi cho toàn xã hội và chúng ta sử dụng, hưởng lợi. Anh ấy cho đi rất nhiều. Tài sản, tiền của anh ấy thì cũng đa phần là cho đi đấy, cho vào quỹ từ thiện. Anh ấy có đúng là học trò xuất sắc của Đức Phật không đây? Anh ấy có bao giờ khoe là Phật tử, là con Phật không đây? Trong khi có nhiều người tự nhận là con của Đức Phật mà tinh thần cho đi còn thua xa so với cả Mark. Hay bạn đã đọc cuốn Steve Jobs, hành trình từ gã nhà giàu khinh suất đến nhà lãnh đạo kiệt xuất chưa? Nếu đọc rồi, bạn có học được các bí quyết lãnh đạo và làm giàu rất đơn giản và rõ ràng của anh ấy và tấm gương phụng sự, cho đi, tinh thần rất Phật giáo của anh ấy không? Rồi bạn có để ý đến hai người đồng sáng lập ra trang tìm kiếm lớn nhất thế giới, Larry Page và Sergey Brin không? Họ lập ra Google đâu có phải để kiếm tiền là mục đích tối thượng, mà để thỏa mãn đam mê và muốn cống hiến cho cả thế giới một công cụ, một tài sản tuyệt vời. Phải nghĩ đến cộng đồng thì mới làm được như thế. Có đúng là họ đã học được cách làm giàu từ Đức Phật không, trong khi chưa thấy ai thấy họ nhận là Phật tử? Còn bạn đã làm được bao nhiêu việc miễn phí vì xã hội từ ngày sinh ra đến bây giờ? Một trong những người thầy dạy làm giàu tốt nhất, đúng nhất là Đức Phật. Tự nhiên tôi nhớ đến người thầy của tôi và nhiều thiền sinh khác. Người thầy có dáng người nhỏ, gầy gò, thiền sư Ottamasara. Thầy là vị lãnh tụ tinh thần và cũng là người thầy, là nguồn cảm hứng của hơn 3.000 thiền sinh tại trung tâm thiền Thabawa, Myanmar. Chính ngài cũng là người làm đường, xây nhà, cấp nước, xây trường học, bệnh xá, tạo công ăn việc làm cho hai làng người nghèo. Mỗi làng thì khoảng gần 15.000 người Myanmar. Nhưng thiền sư Ottamasara không lo gì cho mình. Ngài chỉ ăn chay một ngày một bữa. Đấy, tinh thần phụng sự là như vậy đấy. Đấy, thầy là một nhà sư, một thiền sư, không hề đi kiếm tiền mà có khi còn giàu có hơn rất nhiều chúng ta đây nhé. Qua nghiên cứu và trải nghiệm, tôi xin cam kết rằng một trong những người thầy dạy làm giàu tốt nhất, đúng nhất là Đức Phật. Thật đơn giản và dễ làm, nhưng cũng thật cao siêu màu nhiệm. Quý vị hãy nghe kỹ video này để ứng dụng và hãy tìm cho mình những tấm gương của những doanh nhân giàu có, áp dụng những lời của Đức Phật. Đức Phật dạy ta, hướng dẫn ta làm giàu chính đáng, giàu không chỉ cho một đời mà muôn kiếp. Vấn đề là bạn có biết đúng hay chưa? Vấn đề là biết rồi, bạn có quyết tâm thực hành không? Tôi nghĩ rằng bạn sẽ có câu trả lời thôi, vì theo tôi, bạn là người có chí. Radio Suy Ngẫm xin được cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi video ngày hôm nay. Quý vị thấy sao về chủ đề này? Hãy comment ở dưới ý kiến của mình nhé. Và đừng quên ấn vào chiếc chuông thông báo để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra video sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.